Hôm nay bà chủ kênh đi đâu? Hôm nay bà chủ kênh đi chụp ảnh cưới. Hôm nay bà chủ kênh đi chụp ảnh cưới á? Không make up, không tăng trang điểm gì cả. À thế à? Hôm nay là ngày đầu tiên mà Diệp nó dậy sớm như này đấy mọi người ạ. 6 giờ, bây giờ đâu giờ ở đây? Thôi đi nhanh lên không muộn, hôm nay là đến muộn rồi đây này. Ôi trời ơi, giờ bọn mình mới đi đến studio để make up rồi các thứ. Bọn mình đi, hôm nay bọn mình sẽ có chuyến đi chụp ảnh cưới ở Đại Lải. Nhanh. 12 seconds later. Chị nhớ nhảy. Chị nhớ. Đợi Diệp make xong rồi tôi. Ngủ được 2 giấc luôn đấy. Ngủ được 1 giấc luôn mọi người ạ. Nhưng mà chị make up rồi. Đây. Giờ bắt đầu mình make đây. Đây, giờ xanh đồng đi, lượt xanh mất, make đây. Ngủ chút dậy chắc mới nhanh không nhỉ? Sao mày nhìn dai đấy? Ủa, chị kể cho anh cái lông mày đúng không? Chị kể cho bạn lông mày đúng không? Nhìn sắc nét nhở? nhìn nhưng mà nhìn da dẻo này nhìn đẹp ta. Trông giống mấy ông lính gác ở Lăng Bác. Make up xong rồi, chuẩn bị lên xe thôi. Đây là xe nhà mình, đây là đoàn bên ekip của bên chụp ảnh cưới studio. Bình thường là mình định xe 9 chỗ thôi, nhưng mà không có, em định lúc xe 16 chỗ. 16 chỗ mà đi được chắc được tầm 10 người không nhỉ? Chắc 7 người. 7, 8, 9 người. Bên người. Mình là có 3 người, bên họ có 5 người là 8 người. Là... Trời ơi, thôi di chuyển thôi. Thôi đi, kết luôn. Tiếng 20 phút di chuyển thì bọn mình và anh đã đến nơi. Đại Lải đâu mà Lago Đại Lải đã chọn cái xe view bên ngoài nó đẹp. Cái view kia như không có mấy người chụp ảnh cưới đây. Không biết luôn, anh không biết. Em thấy có mấy ảnh chụp ảnh cưới này. Đó, đây. Ồ, sân vườn các thứ kìa. Đó, ekip cũng đang phải đi lựa hướng để chụp các thứ. Nói chung là ở dưới có cái hồ có một con thiên nga ở đây. Thiên nga đâu mà thiên nga. Chẳng thiên nga. Đấy là thiên nga ở dưới hồ kìa. Sao em thấy gì nhỉ? À kia là mấy con vịt. Dạ. Đấy, ekip cũng phải đi cảnh lượng hướng để chú con chúng. Nhưng mà con cái này rộng rãi đẹp thật. Rất đẹp luôn. Em cứ đứng ở nắng đi, đứng, che đi, có thấy đi không? Đây thì là bọn mình, tôi sẽ chụp vào đây là set đầu tiên. Đứng luôn vào đây cho đỡ nắng này. Rồi, đây, đứng vào đây đi. Chụp ở gần hồ, chụp con set đầu tiên là con set picnic hay gì đấy. Ừ. Bây giờ tôi phải đi thay đồ để mọi người set vào đây. Phòng này quá đẹp luôn. Ôi trời. Bầy vịt, bầy thiên nga nó đang quay, nó ngoạc ngoạc giữa kia. Quận xanh đấy. Thôi giờ đi thay đồ đi. Nhá. Sáng. Ash. Đầy thế. Các bạn bên ekip vẫn đang set up cho buổi chụp set cảnh đầu ngày hôm nay. Cũng vẫn đang phải chọn góc các thứ cho nó đẹp. Mặc dù đây vẫn đang rất là đẹp rồi, nhưng vẫn đang phải chọn góc nào đẹp. Ừ, đây là hoa với cả bánh để set up lên cái buổi chụp ngày hôm nay. Toàn hoa tươi hết á, phải chuẩn bị hết á mọi người. 5 minutes later. Tèn tèn. Tèn tèn. Cô dâu dịp chốt. Ôi đã cài hoa áo rồi à? Cô dâu dịp chốt thì thấy đẹp không? Đây, mặc cái váy xong rồi. Ok, đây đây. Đứng qua đây sao làm sao giống cô dâu chú rể chứ à? Cô dâu chú rể. Cô dâu chú dâu. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. Người đang khâu váy lại, chuẩn bị ra chụp set đầu tiên luôn. Hợp lý nhỉ? Còn hoa cắm đây nè. Không bị lạnh. Tất cả mọi người trong đây kia, các bạn thì vẫn đang set up. Kia nữa, cũng vẫn đang set up. Kem dưỡng tay á? Kem dưỡng da. Trong quá rồi mọi người ạ.
There's something that I love. What you need? What you need? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Trời ơi, cuối cùng cô dâu nhà tôi. Cô dâu cầm thấp chút xíu nha, cổ ấy hơi ngửa quá. Rồi, ngồi lại, lưng cho lưng thẳng lên. Rồi, xinh rồi đó, lại này, cười. Rồi, che miệng cười, che miệng cười. Rồi, ok. Chú ra. Mẹ đó. Má. Rồi, má. Ok. Nghịch lên tí, nghịch lên tí. Đấy, kiểu thế. Bây giờ là 1 giờ chiều rồi mới được ăn trưa. Tức là chụp từ lúc 11 giờ đến bây giờ 3 chính, tiếng 10 giờ. Chính là chị make, chị make cho em nhà nhìn xinh cực. Dạ, xinh à? Hay là mình nhá. Không, xinh nhật nhìn kiểu tóc nó kẹp kẹp rồi đẹp. Này là muốn ăn. Rồi. Review đồ ăn. Thế à? Rồi. Gà hai con. Hai con hai bên. Đây, mọi người nhá. Mọi người đây. Gà mọi người, cho mọi người xem, đây là gà nướng, còn đây là thịt cháy. Thịt bắt cay. Quay, còn đây là xương xào. Đói chưa? Đói lắm rồi. Anh đi, đây bọn mình đang mặc sẵn cho một cái áo. Ăn xong thì khoảng 30 phút là ăn luôn, mời mọi người ăn ạ. Đấy, sau khi ăn xong thì giờ sẽ là đến tiết mục trang trí, đúng, trang trí khuôn mặt cho xếp chụp thứ hai. Trông kìa đẹp chưa? Chú rể cũng phải chỉnh nhé. Chú rể cũng phải ngồi đây để họa lại cái mặt đấy. Em đẹp vãi. Em đẹp vãi. Hãy nói với anh đây là do chị trang điểm đẹp hay là em đẹp sẵn. Không biết phải là mẹ tóc nhờ chị nhầm không? Đó, tay mình thì còn được cài cái áo ở đây này. Cái hoa là áo khá là đầu tư. Khá là đầu tư. Chụp 3 concept mà mỗi concept khoảng 2 tiếng là chắc là phải đến. Mỗi concept thứ 3 biết. 5 giờ đã về thì bắt đầu về chứ. Thế nên là họ cố gắng lại chuẩn bị cho set thứ 2. Đây. Bây giờ là sắp phải tầm 2:30 rồi, bắt đầu chỉnh set thì mình phải nhớ. Đấy. 6, béo. Chút, điểm chút. Đấy, mọi người ơi, tí bọn tôi sẽ chụp một set thứ 2. Là bọn tôi chụp một típ nắng ngoài kia kìa. Đây này, là cái đồi nắng này này. Đấy, là tí là đứng giữa nắng chụp luôn. Không biết ảnh thế nào, mong là đẹp. Đây. Cái kép chúng ta sẽ ra đây chụp. Chắc là không nắng đâu. Ui dồi ôi. Trang trí đẹp nhờ. Đây. Rất là to, rất là rộng rãi khu này. Flamingo Đại Lãng chắc là chỗ này phải tầm đến 100 hecta mất. Cái gì đấy mà cứ lon ta lon ton. Xinh to rộng nắng. Đây, đây là mẹ chị Diệp. Đây bọn tôi giờ lên đây chụp, kia bạn kia sẽ đánh sáng. Chụp set này sẽ chụp ngược nắng. What you need? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
Trọng ơi, quay set thứ hai đây ekip đây. Mọi người đang quay cho set thứ hai và mình vừa chụp ở tít cái ngoài đồng nắng ngoài kia kìa. Vừa chụp ở giữa nắng xong. Giờ là vào dâm chụp, đang chụp riêng cho cô dâu. Đó. Đó, ekip vẫn đang nhảy rất đều. Đó. Đó, đây chụp cận mặt này. Rất chi là chuyên nghiệp. Đây mọi người ơi. Set thứ hai là có cái bông hoa màu be này với lại cài hoa các thứ như thế này. Bây giờ mới là chụp được nửa set thôi, bây giờ gần 4 giờ rồi chụp được nửa set. Ta xem tranh chụp này. Đây. Ôi chói chưa? Ôi chói cả mắt rồi. Đây đang chụp ở đây, đang chụp lẻ cô dâu với chú rể. Ôi chói quá, phải đổi kiểu góc thôi. Nắng quá. Bây giờ vẫn phải di chuyển, không biết là sang set mới chưa hay là vẫn set này anh? Set mới thôi nhá. Rồi tìm chỗ thay váy đi. Ôi, không kịp. Quay đây nào. Mệt chưa? Chưa mệt, chút nhà. Mặt xanh tiêu lắm rồi, từ nãy giờ mặt cứ đần đần đấy. Bọn mình đang bắt đầu chụp set thứ 3, set cuối cùng. Và bọn mình đang chụp ở rừng thông. Tên tên. Đây là dâu cô. Chỗ này làm tóc hơi mệt, ngồi đây làm tóc hơi quê. Hơi nhà quê đi. Ngồi đây làm tóc luôn à? Ờ. Không biết đang ngồi đâu đấy. Ở bên kia nó còn có cái live show mọi người ạ. Ca sĩ hát đang đánh ầm ầm chuyên nghiệp lắm. Wow. Đây là hoa. Nơ nổng các thứ trông khá là bảnh. Rất là tất bật để chuẩn bị cho set cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. À trong ngày hôm nay. Đây, tí đã chụp vào rừng thông sau này mọi người này. Mọi người nhìn thấy đường rừng thông sau này không? Ngẩn cho mọi người nhìn nhá. Đẹp lắm. Đây nữa này. Ở ngoài kia là có cái hồi ngoài kia chói quá. Ở ngoài kia là có cái hồ. Hồ to rồi có cả phương thuyền. Later. Hiện giờ là hết sức rồi mọi người ạ. Hết sức, bây giờ là ngất rồi, nó ngất luôn. Đây giờ là đúng ngất rồi. Đi từ trên đấy về, cả trên đoạn đường ngủ gật luôn. Hôm nay tổng là bọn mình chụp 3 concept tất cả. Mà nói chung là chụp nguyên từ đi từ 5 giờ sáng dậy. Mếch mủng, ăn uống không được nghỉ trưa. Ăn xong nghỉ tầm 20-25 phút lại lên đường. 5 giờ chiều về, đây là 6 rưỡi. Bây giờ về đến nhà của mình là 7 rưỡi rồi. 7 rưỡi, về đến nhà là 7 rưỡi. Chưa ăn uống gì. Chưa ăn uống gì. Thôi bây giờ mình đi ăn đã, bây giờ tạm biệt mọi người đi. Mong là sẽ có một bộ ảnh đẹp. Nếu mà có bộ ảnh đẹp bọn mình sẽ post sau cho mọi người nhé. Hy vọng có bộ ảnh đẹp. Các bạn mọi người hẹn mọi người vào clip tiếp theo. Nếu mọi người thấy hay thì like, subscribe cho mọi người nhé. Đấy mọi người nhìn cô dâu kìa. Cô dâu đấy bây giờ. Đầu tóc lúc sáng lúc xinh rồi, đầu tóc lu sa chu chi rồi. Nhưng mặt vẫn xinh. Mặt vẫn xinh à? Bye bye mọi người nha, bye bye mọi người.